bằng trí tập trung, không được lơ là cảnh giác. Rõ. Đồng chí Đại, cố gắng lên. Chúng ta có thể thiếu ngủ, nhưng tuyệt đối nhân dân phải được giấc ngủ ngon. Đấy là trọng trách của người lính. Rõ. Đội trưởng, em đói quá. Đây. Đội trưởng ăn đi. Tôi không đói. Vậy em ăn hết. Phần tàu. Vết thương của anh chưa bình phục, đừng cố quá. Tôi không sao. Bác sĩ Hà, đêm nay địch sẽ tấn công vào căn cứ. Nếu chúng tôi... Xin hãy chuyển bức thư này tới tay mẹ tôi. Báo cáo, địch đã bắt đầu tấn công. Tất cả đồng chí, tiến lên. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên đời, để con có cơ hội được góp sức cho tự do của dân tộc.